Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ca cũng như sắp xếp lịch trình cho nhân viên trên phần mềm Wine On39 bản phiên bản Plus. Đây là giao diện của phần mềm. Các bạn vào tab.com. Ở mục đầu tiên có phần khai báo lịch trình làm việc. Sau đó các bạn chọn thêm mới. Ta sẽ tạo từ đầu. Tên lịch trình ở đây tôi chọn là hành trình. Các tiểu mục dưới này không cần thiết nữa, các bạn thể bỏ qua. Tiếp theo là cách chọn giờ của máy. Thì nếu các bạn làm theo giờ trong ngày thì các bạn chọn chọn giờ tự động trong ngày, hoặc nếu có làm ca đêm thì chọn giờ tự động đi qua đêm. Ở đây tôi sẽ chọn là chọn giờ tự động qua ngày. Tiếp theo là tôi ở đây sẽ có hai mục chấm công theo ca và không theo ca, thì tùy thuộc vào bản xuất công của các bạn, các bạn chọn ca tương ứng. Chân công theo ca thì nó sẽ hiển thị các mã chấm công của nhân viên, cùng với đó là giờ đi muộn, đi trễ, tổng công, thêm giờ. Và chấm công không theo ca là nó chỉ hiển thị giờ vào, giờ ra của nhân viên, cùng với đó là tổng thời gian làm việc của họ trong ngày. Ở đây tôi sẽ ví dụ theo chấm công theo ca. Tiếp theo là khai báo giờ làm việc. Thì mã ca ở đây sẽ là mã ca hành chính. Giờ làm việc sẽ trỏ là từ 8 giờ đến 5 giờ 30. Giờ bắt đầu ăn trưa, nghĩa là nhân viên sẽ chấm công để được đi ăn trưa hoặc là ra về nghỉ trưa. Trong trường hợp công ty của bạn chỉ chấm công 2 lần một ngày thì phần này các bạn có thể bỏ trống. Cài đặt ở đây như này thì giờ ăn trưa nhân viên sẽ không phải chấm. Còn trong trường hợp công ty các bạn chấm công 4 lần một ngày thì các bạn sẽ trỏ giờ ăn trưa vào đây. 3 giờ 30. Rồi. Tiếp theo giờ hiểu ca. Tôi sẽ ví dụ ở đây là từ 6 giờ đến 9 giờ. Các bạn để bắt đầu là 6 giờ và kết thúc là 9 giờ, có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 9 giờ sáng, nhân viên đến chấm công, máy nó sẽ hiểu trong khoảng thời gian đấy chấm có nghĩa là check in để đi vào làm. Và trước 6 giờ sáng hoặc sau 9 giờ sáng mà nhân viên của bạn đến chấm công thì máy sẽ không hiểu và sẽ không tính công cho ngày chấm công hôm đó. Tương tự như vậy với giờ hiểu ca để ra về. Ở đây là 5 giờ 30, tôi sẽ để ví dụ là từ 4 rưỡi cho đến 18 giờ 30. Đi trễ về sớm. Về phần đi trễ, ở đây các bạn có thể cài đặt cho nhân viên đi trễ xê dịch trong khoảng 5 phút. Có nghĩa là thời gian làm việc bắt đầu từ 8 giờ, các bạn đặt 5 phút. Có nghĩa là sau 8 giờ 05 thì máy mới bắt đầu tính là nhân viên đi muộn. Và trước 8 giờ 05 thì nhân viên đó vẫn đi đúng giờ. Và về sớm cũng như vậy, các bạn để 0 phút. Ở đây có nghĩa là giờ về là 5 giờ 30, chính xác phải 5 giờ 30 trở đi nhân viên mới được chấm, không được tính, nó sẽ không tính cho các thời gian về sớm từ trước 5 giờ 30. Sau đó các bạn chọn lưu. Bước kế tiếp là chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình theo tuần, theo tháng hoặc theo năm. Cái này thì tùy thuộc vào sự linh động của ca làm việc của nhân viên ở mỗi công ty. Những người là làm việc nhận ca theo tuần, nhận ca theo tháng, nhận ca theo năm. Thì để bao quát nhất thì chúng ta nên chọn chọn ca theo tháng. Tiếp theo là các bạn sẽ áp ca làm việc vào ngày tương ứng. Ở đây tôi chọn mã hành chính, chọn tất cả các ngày. Sau đó là thực hiện. À, xong. Vậy chúng ta có một biểu giờ làm hành chính cho nhân viên ở đây. Sau khi có biểu giờ làm thì các bạn sẽ sắp xếp cho nhân viên áp giờ làm vào cho các nhân viên ở mục sắp xếp lịch trình làm việc. Chọn ở đây các bạn chọn nhân viên tương ứng. Sau đó chọn lịch làm trình làm việc, đây là ca hành chính tôi mới tạo, sau đó thực hiện. Ở đây lịch trình nhân viên đã được đổi. Như vậy là đã xong phần khai báo ca và xác nhận lịch trình cho nhân viên. Xin cảm ơn các bạn.